đang khóc à? Sợ hả? Sợ gì? Đứng lên cho không lấy đâu. Đó, 6 giờ 5 rưỡi. 5 rưỡi. Em đến không, góc này đẹp lắm em đứng ngay cái giữa thẳng với anh đó, không có lấy mặt được đâu nhưng mà lấy cái dáng, tại vì nó đang ngược biết rồi, nhưng mà chỉ có lấy dáng thôi chứ không có lấy mặt được đâu. Thì em đứng theo thẳng anh đang làm nè, nó lên đẹp lắm. Em làm vài động tác thể dục nha, vươn cao hay là gì đó đây, làm bình thường và em làm. Đó, chuẩn bị di chuyển vô giữa đi, vô gió mặt trời á. Ừ. Rồi di chuyển nó đi em ơi, tâm thời nó lên rồi kìa em ơi di chuyển ra giữa đi, ra giữa mặt trời á. Không, nó lên tút luốt luôn rồi. Có. Ổng nó nằm trong không gần chỗ mặt trời. Lúc là nó nằm ngay tâm giữa mặt trời luôn.
đó, nó nhờ Tư nó chụp cho tấm ảnh mà không chụp ở bãi biển lúc nó nắng á. Đó, đẹp quá trời mà. Rau giống qua không? Đó, đỏ như trứng gà rồi.